HTVC Gia đình xin trân trọng giới thiệu. Đằng sau cánh cửa hôn nhân là một thế giới đầy cung bậc cảm xúc và những mâu thuẫn không thể tránh khỏi trong cuộc sống vợ chồng. Nói với mẹ anh, chúng ta cũng ly hôn luôn. Trong lòng anh hoàn toàn không có em, chỉ có con gái anh thôi, anh mới ích kỷ. 3 năm rồi, chưa bao giờ anh cho em gặp con dù chỉ một lần. Sao mà lòng dạ anh ác độc quá vậy? Nếu như đứa bé trong bụng của cô thật sự là con của anh ấy, tôi sẽ bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Tôi đứng trước mặt tất cả mọi người ở đây, hỏi cô một câu. Cô đồng ý đi cùng với tôi trong hành trình cuối đời của chúng ta không? Có hạnh phúc nào chưa trải qua sóng gió? Có ngọt ngào nào chưa thấu nổi đắng cay? Đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Vẫn Là Vợ Chồng, phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày, phát lại 9 giờ hôm sau trên HTVC Gia Đình.